Kiểm tra thực địa mới đây, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục gia cố những đoạn đê bao xung yếu, chủ động trong quá trình sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo phòng chống lũ và triều cường. Tại huyện Cái Bè, gần 160 ha cây ăn trái đều nằm trong các ô đê bao và có các cống tiêu thoát nước. Dù vậy, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về lũ, triều cường để bà con chủ động các biện pháp ứng phó. Những ngày vừa qua thì nhiều khu vực ven sông Tiền, các cù lao của Tiền Giang bị nước tràn vào vườn cây, nhà ở gây ngập cục bộ. Tại cùng Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho có hàng chục hecta vườn của người dân bị ngập, một số đoạn đê bao ven sông đã bị sạt lở. Hàng chục tổ đội tình nguyện viên dầm mưa, lội nước, căng mình giúp người dân trên những tuyến đường bị ngập sâu vì triều cường. Đó là hình ảnh đẹp trong hai ngày vừa qua tại thành phố Cần Thơ, khi mà thủy triều vượt mức báo động 3, dâng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Chính quyền thành phố cũng chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng để sẵn sàng ứng cứu đê bao, điều tiết giao thông, hỗ trợ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện của bà con. Những hình ảnh đẹp trong thiên tai của các tình nguyện viên ở Cần Thơ. Hầu hết các bạn là thanh niên trong khối quân sự, công an, phòng cháy chữa cháy và dân sự ở các phường, tình nguyện thành lập các tổ đội, trực chiến tại các điểm ngập sâu, các khu vực xung yếu như bệnh viện hay khu đông dân cư để hỗ trợ cho người dân. Bữa nay thì khoảng tầm 5 rưỡi sáng tôi xuất hiện ngoài này rồi. Bữa nay thì người dân ít ra đường hơn. Thì có lẽ là do học sinh người ta được nghỉ học ở nhà online rồi. Còn tình hình thì có lẽ nước nó cao hơn hôm qua một chút nữa. Lực lượng thì gồm có công an và quân sự. Và tất cả các lượng hỗ trợ như đoàn thanh niên thì khoảng chừng có 20 đến 25 người. Và công việc sáng giờ là chỉ hỗ trợ người dân bị xe bị tắt máy hoặc là những cô chú vào bệnh viện. Là lớn tuổi, tại bệnh viện này bệnh viện tim mạch nên nó cũng là khá là vất vả. Triều cường đạt đỉnh ở 2 khung giờ, 5 đến 7 giờ sáng và 17 đến 19 giờ tối, đúng vào giờ cao điểm nên càng ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Thấy cảm động lắm luôn á. Thấy các bạn cũng như còn trẻ mà biết giúp đỡ người dân vậy đó, chứ giờ vậy là vẫn không nổi vậy đó. Thật ra thì giờ em dắt cái xe nó cũng không nổi, đi không còn cảm thấy rất là khó, nó chỉ là dắt cái xe đó trong cái nước như vậy. Theo thống kê, thành phố Cần Thơ có 150 tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường trong 2 ngày qua. Nhiều khu vực ngập sâu trên nửa mét, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tin buồn là đây chưa phải là những gì kết thúc. Triều cường sẽ còn tiếp tục đạt đỉnh vào ngày mai, ngày 12 tháng 10. Thế nhưng tin vui thì những gì tồi tệ nhất cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày này thôi. Sau ngày mai thì triều cường sẽ suy yếu và cuộc sống của bà con sẽ sớm trở lại bình thường.